Vào hai ngày cuối tuần ngày 26 và 27 tháng 10 vừa qua, tại siêu thị Co-op Extra Sư Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Happy Halloween với nhiều sân chơi thú vị dành cho các em nhỏ khi đi mua sắm cùng cha mẹ. Theo đó, cả siêu thị đã được trang trí với hai màu cam, đen, chủ đạo, ngập tràn không khí Halloween. Tại đây cũng có các tiểu cảnh booth chụp hình với phong cách kỳ dị, độc đáo để cả gia đình chúng ta cùng tham gia, lưu lại những tấm ảnh đặc biệt. Ngoài ra, không chỉ các khán giả nhí mà rất nhiều khán giả cũng vô cùng thích thú tham gia các trò chơi vui nhộn như triệu hồi zombie siêu thú, vui Halloween dẫn túi phép thuật hay phi tiêu phép thuật với phần quà kỳ bí đến từ siêu thị Co-op Extra. Bên cạnh đó, chú Hề cũng đã xuất hiện tại siêu thị và tạo ra những con thú zombie bằng bong bóng dành tặng cho các em nhỏ. Trong dịp Halloween 2019, quý vị khán giả cũng có thể chọn lựa những bộ cánh Halloween phù hợp cho bé hay các vật dụng trang trí gia đình độc đáo đang được trưng bày tại siêu thị Co-op Max và đại siêu thị Co-op Extra. Trong đó, tất cả những sản phẩm trang trí, hóa trang Halloween như áo choàng, mặt nạ, nến ma thuật, ly thủy tinh kỳ dị hay thú nhồi bông và túi bí ngô đều đang được giảm giá từ 10% so với niêm yết.